Ngày hôm nay, chính phủ của Hoa Kỳ kêu mọi người suy nghĩ kỹ lại trước khi muốn đi du lịch tới Trung Quốc. Bên Trung Quốc hiện tại bây giờ đang đưa ra cái chương trình không có đại dịch, cho nên họ đưa ra lockdown khi bị nhiễm bệnh thì làm như thế nào, như thế nào và hoa kỳ cũng nói trung quốc đưa ra nhiều cái lực lệ cộng luôn về cái chuyện với tỷ như đứa nhỏ mà có bị nhiễm con việc thì cũng bắt chia không có cho ở chung với cha mẹ trong lúc này nhân viên không khẩn cấp và gia đình của các nhà ngoại giao hiện đã được cho phép di tản. Từ ở Shanghai. Ngày hôm nay Trung Quốc nói đây là họ dựa trên cơ sở và hiệu quả. và họ nói Hoa Kỳ buộc tội vô căn cứ. Trong lúc này Trung Quốc cũng đang kiếm cách để kiểm soát về covid. Nhưng mà hiện tại ngay bây giờ covid cũng đang tiếp tục tăng. Shanghai with Shanghai hiện tại ngay bây giờ hơn 25 triệu người sống ở đây. Đây là ở thành phố số người bị nhiễm bùng phát nặng nhất từ trước tới bây giờ. Sau khi hai tuần đóng cửa lockdown hết hoàn toàn, số người bị nhiễm COVID ở trong thành phố mỗi ngày khoảng chừng 25.000 người. Chỉ có 1.000 người bị triệu chứng nặng thôi đã hai năm vừa qua Trung Quốc đưa ra về cái chuyện không có đại dịch cái policy lúc đó thì nó giúp đỡ rất là nhiều trong lúc này nhìn thấy không có khá cho lắm và con việc đã trở lợi trong lúc này nhà chức trách ở đây đem những đồ ăn tới cho những người sống ở chỗ này. cả luôn những người lái xe trất hiện tại ngay bây giờ cũng bị kẹt lại về vận chuyển hàng hóa ở bên Trung Quốc. The disrupting global supply chains. về cái chuyện chặn lợi những người lái xe trót thì nó ảnh hưởng cho tới toàn cầu về vận chuyển trên thế giới. We seeing, um, uh, chúng tôi biết shutdown ở bên đó thì làm cho kẹt những hàng hóa thì dây vận chuyển cũng bị chậm trễ về chuyện này. Well, pressure... Hiện tại chúng tôi đang để ý tới từ chi tiết con việc bên đó. Trong lúc này, theo của chính phủ của Trung Quốc, họ đang định chia ra giống như ở sang hai chỗ nào bị nặng chỗ nào bị nhẹ rau mở làm sao đóng làm sao và cũng không biết là khi nào sẽ làm như vậy và cũng không biết khi nào lót đau ở bên sang hai sẽ trở lại bình thường như trước chính phủ ở bên đây họ cho cha mẹ được ở chung với con cái của mình những con cái mà bị nhiễm con việc đó